ra cũng không được nghỉ nha. Bọn em thì làm gần như là anh đèm xin gần như là thứ bảy chủ nhật làm suốt đa số mấy ngày cái nghề này thì là làm vào bảo sửa chữa bảo hành đa số phải làm vào thứ bảy chủ nhật. Có khoảng trước giờ mình dùng thì vẫn rất là bình thường, mà một tháng vừa rồi là mình không dùng. Anh lên dùng thường xuyên trong tất cả. Thì tại vì tháng vừa rồi là lại không có ở nhà. Những cái đồ điện những cái đồ điện tử thì mình điện tử thì mình hiểu là không dùng là lại có vấn đề. Cứ dùng thường xuyên nó ít lỗi. Anh hay rửa cái chương trình Eco. Rửa xong sạch sấy khô luôn. Sạch sẽ. Anh đợt lại được nghỉ mấy ngày gì nữa? Nghỉ từ hôm thứ sáu thôi. Đấy mình cũng theo dõi thì thấy nó khoảng 4 phút rồi. Đây em đang theo dõi. Bắt đầu hiện thông báo. Thật ra những dòng bot này nó phải sửa thì nó tí phải kiểm tra xem có mã lỗi thì sửa nó mới chính xác. Đang dùng máy rửa bát quen này mà không có là dùng khó chịu. Không có là nó không khác gì mình dùng máy giặt cả. Không có là nhức đầu ngay. Vâng. Có con chạy lúc nó báo lỗi, có con thì khi vừa bật lên cấp nước lúc nó báo lỗi. Chính xác.